Lan biết á, là khi mà Lan đăng một cái video vấn đề nhạy cảm này lên á thì Ở tôi nói ba bốn người toàn người Việt Nam không? Ghê vậy? Bây giờ bố giáo đi ra sau mình gắn ra, lá hiệu đi sau mình gắn ra. Nó tốt cực kỳ luôn bà cô chú ạ. Cái rau này á, ở Việt Nam mình á, gọi là rau sam đó ông bà cô chú. Này, quá trời tốt rồi đây. Bên kia hẳn thua. Chào. Đã đi thì tôi. Bên này cũng có nữa. Chào bà sư mà. Nó rất là tốt luôn. Mình tìm mấy cái mà nó không có bông á ông bà cô chú, thì nó sẽ ngon hơn là mấy cái có bông. Này. Lan xin kính chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn lại quay trở về với kênh Phương Lan Cuộc Sống Trung Quốc của gia đình Lan nha. Hôm nay á, nhà Lan á là có hai đứa em ở gần đây nè, lên chơi. Sáng ra thì cùng với bà nội Tiểu Huệ á, lại lên gãy tiếp. Đưa rồi bà. Cái sổ thì xin thôi. Rồi. Coi cái đám đậu phộng coi là mình có mai có thu hoạch được chưa. Đây coi. Chưa có ra xin. Đó là cái trong này chỉ có. Wow, khởi gì lại. Mà lâu. Chỉ vô đi. Chưa thu hoạch được một cô chú ạ. Non quá ông bà cô chú ạ, chưa. Cái này khoảng chừng nửa tháng nữa, nửa tháng tới 20 ngày nữa. Còn non lắm. Mùa này nóng cực kỳ luôn ông bà cô chú. Thật sự là chịu không nổi rồi. Về tới nhà thì có cô đem hàng qua phát cho mẹ nè. Đây là hàng gắn nút của ông bà cô chú. 10.000 cái thì được 70.000. Cấp này thì bà nội Tứ Huệ ít có đi nhặt ve chai, vì ở nhà cấp này cũng có công việc làm. Hai xin chào bà cô chú. Hai xin chào bà cô chú. Đây thì nhà phân là khai được phần nấu. Chan chan rút. Lý, để anh chị lắng lại. Chim mày đi, phân chia phần. Sao là cái gì đi, phân sao là cái sáng kia đi. Với cái món rau này nè, thì nhà của Lan á là đem luộc, rồi xong rồi sẽ đem phơi nha. Phơi cho nó khô á, rồi lại đem vô làm đồ ăn. Do cái mùa này nè, rau rất là hiếm. Thêm cả tháng mấy nay thì đi về Việt Nam không có chăm sóc dòng rau, nên là nếu không có mua rau thì mình đi hái rau rừng ăn đỡ ông bà cô chú ạ. Đây là món ăn của người Trung Quốc, lại là món rau làm khô để làm khô nhục đó ông bà cô chú. Nhà chồng Lan thường ăn những cái món như thế này. Đem luộc. Chắc cái phần sau mình chưa xoay. À, bố xin nói luộc xong rồi là đem đi phơi nữa đó bà cô chú. Thế bố đem á, mình chưa không? Trước tiên á thì mình phải ra phơi khô. Phơi khô 1-2 nắng á. Sau đó thì mình mới làm được. Còn một vài gỗ nữa. Đây
đầu mình tôi thấy cậu ấy lo phơi cái đám rau xong á, thì bây giờ Lan lo chuẩn bị nấu ăn. Và tí nữa thì Lan á có đón hai người bạn đồng hương ở nơi xa tới. Thì hôm nay nhà ông bà cô chú đang nấu món ăn Việt Nam. Ở gần nhà Lan á có hai cô bé cũng dễ thương lắm. Một cô bé thì bị lừa qua bên đây và trốn á. Và một cô bé thì ở bên đây lấy chồng hay lâu rồi. Xong rồi là bé kia trốn ra rồi qua nhà bé này á chơi với ông bà cô chú. Thế là hai bé đều lên đây nè để ăn nha. Đó, tí nữa lên chơi thì sẵn tiện là Lan nấu một món cá kho tương với lại món sườn xào, sườn chua ngọt, sườn kim chua ngọt. Tí nữa mình đại bạn luôn nha ông bà cô chú. Cả nhà mình muốn biết là hai cô bé đó là ai á, thì bây giờ mình sẽ theo dõi video. Bảo Sinh vừa mới mua cái tương này nè bà cô chú, tương này là tương hột ở Trung Quốc nha, nhưng mà nó sẽ cay nha cả nhà, tại vì là cái này á là cái loại tương gì này hả, không giống như tương Việt Nam mà nó rất là nhiều dầu. Làm cái món này là hình như là mình không cần phải bỏ dầu luôn á bà cô chú. Lúc trước thì Lan mua tương hột Quảng Tây hoặc là tương hột của Vân Nam, nó giống như của Việt Nam mình, còn tương hột ở Hồ Bắc á nó không giống. Bây giờ Lan sẽ mổ cho cả nhà xem. Cái tương hột này có gừng nè, có dầu nè bà cô chú, Lan mở cho cả nhà xem dầu của nó. Bà trả lại vô đây này, dầu đó, dầu nha, chứ nó không phải giống như tương của mình, mà nó có gừng nè, có ớt nè, đầy đủ ở trong này. Thôi bác, cái tương này nó có giống như tương Việt Nam, có ớt, có tỏi, có gừng. Nó không thơm bằng tương Việt Nam mình đâu mà cô chú ạ. Chứ có bị duyên nặng là la của bữa xe. Dầu quá, dầu dạ, nhưng mà Lan không biết làm như thế nào. Dạ, sao lắm, tích cực thời đại sao ấy. Sao mà sao? Sao mà nữa? Lan lấy là Lan lấy cái chết mà cô chú. Bây giờ có cả kỳ cái đồ mà Bảo Trinh là giữ lại hết. Có ít nước mà nha mọi người. Là cái chân lọc. Một ít nước mắm. Một ít xà lo. Rồi, đi một ít nước. Cái bác phố đã ra, cái gì hết. Cái gì cái đó. Lan nấu ăn thì nói chung là theo con tim của mình thôi. Lan nêm nếm là theo con tim của mình luôn, chứ Lan không có bài bản giống như người ta. Giờ thì Lan sẽ nêm nếm thử coi cái mùi vị của nó như thế nào. Chị nó hơi tủi chứ. Thử cái gì đó. Hơi đó. Má, mẹ ăn đi. Mẹ ăn đi. Mẹ ăn đi. Mẹ ăn đi. Mẹ 做事啊，过来，小伟来吃，我们来吃。他还来不来着？你打个电话问他快点来。Bây giờ thì do là hai đứa bạn với ông bà cô chú lên bị trễ nha. Đây là bây giờ bé đói lắm rồi, Lan lấy cho bé ăn trước. Hôm nay thì nhà Lan chuẩn bị là cá kho tương. Rồi đây là món mướp. Đây là món ngon không ngon? Đây là món sườn răng làm chua ngọt nha một cô chú. Giờ cái quầy ra ăn cơm trước đi. Rồi tí nữa là hai người bạn có đang lên thì mình ăn sau. Ấy da, trình tốt là ngon không anh?
Ngon không? Cá muối cá Việt Nam, cái này là chị nghĩ món này là tụi em thích nè, cá này là chị kho tương. Cái này là món này chắc em ăn không được, cái này quá sợ tiêu vậy khó ăn lắm, để tụi chị ăn rồi. Đâu có lại chưa pha nào không? Không biết tiếng Việt vậy cái. Đây là bà nội giữ này, con không biết tiếng Việt. Lại cái. Đây. Ê. Con chào ông bà cô chú. Nè. Không biết nói tiếng gì. Quay xuống đây. Ông bà cô chú cái cả. Hello ông bà cô chú. Nực quá ông bà cô chú ơi. Quá trời đây nó nóng. Đây mời ông bà cô chú ăn cơm nè. Muốn về Việt Nam không? Em à? Ừ. Em chưa biết. Hay là ở đây muốn đi làm mà trốn đi làm kiếm ít tiền như vậy? Đúng rồi. Ừ. Đi cũng được, ở đây thì mình kiếm việc gì đó mình làm. Nhưng mà cẩn thận là được rồi. Ví dụ vậy? À, do bé này nè ông bà cô chú cũng như là bị lừa qua gảo qua bên đây đó. Xong rồi bây giờ là bé kiểu như qua bên đây rồi bị kìm kẹp rồi bị giữ điện thoại này kia, vậy nên là bé đã trốn ra ngoài á, mình không còn Lan không có tiện quay mặt bé nha, tại sợ là bên mai mối người ta lại tìm tới này kia rồi sẽ liên lụy á mà cô chú ra ngoài mà cô chú anh chị còn ăn cơm với gia đình hay nha. Nói chung là khi mà mình lấy chồng qua mai mối á thì mình nên đi là qua bạn bè này kia của mình thì có thể là sẽ ổn hơn. Còn mình đi qua môi giới đâu mà cô chú thì qua bên đây nè, điện thoại cũng bị lấy nha, tiền cũng không có cho luôn đó cả nhà, nên là rất là thiệt thòi. Bé là do là gã qua đây rồi tiền không cho, nói chung là xính lễ không có rồi bị nhốt ở trong nhà này kia đó, nên là bé Hoa đã cứu bé ra được và tạm thời là bé Hoa cứu mang bé nhà một cô chú và cho bé đi làm này kia, giúp đỡ bé đi làm để bé kiếm tiền để về Việt Nam. Khổ lắm rồi hả em? Khổ lắm rồi. Đây ăn đi, ăn đi. Những cái món này á. Mẹ có bệnh khóc mấy ngày lo cho ba. Vậy đó hả? Không sao đâu. Nói chung là mà bà có phước mà gặp được người tốt chứ không gặp người ta chết. Đúng rồi. Em ăn cá kho tương, cái cá kho tương này á thì không có ngon lắm, tại vì tương của Trung Quốc không có ngon bằng tương ở Việt Nam mình nha. Cũng có mùi gì không? Cũng có mùi của tương. Có mùi gì của tương hả? Để chai nã kéo bụi cơ sở sở. Xí xí đầu con. Không không được. Sao được? Không được. Gì? Ngủi. Ngủi đâu mà ngủi, gà cái. Sao mang cái này ngủi gì? Ai biết? Tại vì là cũng là giữ nó ăn bà cô chú 11 giờ hứa với ăn lên nha, bây giờ 2 giờ rưỡi. Đó, bởi vì nguội lạnh đó con nè. Con nè, cái đường nè, ăn uống nè, chuẩn bị nè. Em không có đánh phóng tô son luôn nha. Có không mày nè? Em chưa làm gì chứ, thề luôn, chị quét mặt nó em chưa làm gì luôn. Chào mừng nha. Trời, chị đó, con có được ngon lắm, nói chung là chị không có tay nghẹt nè. Em không ăn tương rồi, để cha một miếng rồi cô chú ạ.
Cá là có cái có cả kỳ, người Trung Quốc á ăn cá là phải có cả kỳ cái này cái kia đó. À, bỏ đúng không mà cô chú là tiết kiệm. À, bây giờ thì hầu như là mấy anh ta thích ăn gì. Còn mình nói ra ha, đánh gãy mà không sạch thì ngon bụi bọn cũng chi mà ngon mà ăn cũng được mà cô chú bé con mình ăn ngon nó ăn được cái trong cái luôn cái cánh tay của nó. Ngon coi nó dễ gì vậy. Ngon ăn dám nó dở hả. Hôm em ngước ra là hết ra bao nhiêu tiền? Bốn tài xế, bốn xe luôn rồi tổng cộng hết bốn ngàn mấy năm ngàn. Ừ, mắc à. Rồi ăn uống đây là em nói bà này đã ăn uống là em bao hết trơn á. Ăn uống toàn bộ là em bao hết. Chỉ có bà ấy mua quần áo rồi này kia thì em mới tính thôi. Còn không mua quần áo thì ăn uống rồi này kia thì chỉ uống nước nè, trà sữa hay là ăn uống đi chơi rồi này kia em bao hết. Bé là còn may mắn đâu mà cô chú gặp được bé Hoa đó. Nếu như mà gặp được cái chỗ nào khác đi là người ta dự ra là người ta đem bán luôn á, chứ không phải là bước ra rồi giúp đỡ công việc. Em thì Minh Thoại mới, đổi thoại mới luôn. Mà đừng nữa hả? Ừ. Facebook Zalo xài bình thường hết luôn. Rồi làm cho thêm cái WeChat nữa. Giỏi ghê luôn á. Em may mắn ghê chưa đã nói ở Hiền Gặp Lành á. Quê ở đâu? Cần Thơ. Cần Thơ hả? À bé quê Cần Thơ nha mà cô chú. Cần Thơ có gì ngon ta? Mè. Làm gì? Cần Thơ thì nói chung là có gì thì không biết, chỉ biết là Đồng Tháp thôi. Đồng Tháp thì có anh em. Cần Thơ thì không biết lắm mà cũng chắc là Cần Thơ là dừa đấy. Cần Thơ thì nổi tiếng con gái rất là đẹp. Nha. Yeah. Rồi bà kỹ em đừng nói giữ điện thoại bà rồi. Không cho bà xài điện thoại, không cho điện gì đi, chưa lắp rồi. Tối nào nữa. Điện thì không cho con cái bà cái ngày đi học đi hành nữa. Mới bắt nè, còn mấy ngày nữa là tới ngày con bà đi học nè, cũng định gửi cho con bà ít tiền để mua sách vở. Để nào bà làm cái tiền mà trả lại cho em. Bây giờ là chuẩn bị vô học rồi mà không mua sách vở nữa, ở đó mà tới đợi. Chưa có mua. Đợi bố hôm mấy chị? Đầu tháng 9 vậy. Đầu tháng 9 vậy đó. 29 tháng 9 là vô học rồi đó. Bây giờ là phải thủ sách rồi đó nha. Có cần chị hỗ trợ không? Bà đem mượn em 3 triệu không chị? 3 triệu tầm ngàn gì đó. Đang đưa cho con bà mà mua sách vở. Chị hỗ trợ cho con nữa nha, mua sách vở. À? Thiệt quá. Cảm ơn đi bà nội. Bà nói thiệt á. Thiệt á. Cảm ơn chị nha. Chị Lan, bà Lan không phải giúp một người đâu. Bà giúp nhiều người rồi. Trời sợ gì em sống này kia với nhau thôi bà ơi, bà có phước ha. Bà ở hiện đây thế nào cũng gặp lần rồi bà nói. Chị nói nghe nào. Em cứ còn em cứ đưa cái số tài khoản của mẹ em á. Chị chỉ làm tiền về bển luôn. Cái gì mà bé họ nói á là để cho em gửi về bển á, để cho con học á, thì em mượn lại cái đó để giữ cái này để xài đi. Chị gửi về bển, tiền về bển cho con em mua sách mua vở. Nói chung là chị ra đường á thì người ta cũng giúp chị nhiều lắm. Cũng giống như là người ta giúp chị rồi chị giúp lại em vậy đó. Ở là trời ăn nhanh dữ gì trời ông bà cô chú ạ. Trời mà chưa nấu mà phải này. Học rồi mà chưa. Học chưa? Học chưa nên chị duy quảnh anh này. Nhỏ rồi nè. Lẻo rồi luôn. Lẻo rồi. Xong rồi nửa tiếng chung nữa gì lẻo hoàng luôn. Ăn no chưa? Bò gì? No là mày. Vậy ảnh biết tiếng gì vậy? Nói vậy anh biết tiếng Việt. Thôi xin chào bà cô chú. Cả nhà ơi, lý do hôm nay Lan lên đây Lan lại chia sẻ về cái vấn đề này thì Lan muốn là những chị em mà đang có một cái quyết định là cái suy nghĩ là muốn lấy chồng qua Trung Quốc ấy thì nên xem cái video này của Lan rồi hãy tiếp tục nha cả nhà. Lan biết là khi mà Lan đăng một cái video vấn đề nhạy cảm này lên thì có rất là nhiều bà mai ở bên Trung Quốc và có rất là nhiều những chị em ở bên Trung Quốc đang đi làm mai mối này nè thì sẽ phản ánh và sẽ là bill xấu này kia cho Lan, vu khống này kia cho Lan, sẽ phản biện Lan rất là nhiều đó. Nhưng mà Lan cũng lên để đăng lại một lần nữa. Lan biết vấn đề này là vấn đề nhạy cảm, nhưng mà tại sao Lan đăng lên? Lý do là Lan muốn cho những chị em ở phía sau, những chị em đang suy nghĩ lấy chồng Trung Quốc thì có một cái suy nghĩ chín chắn hơn và sẽ rút ra cái kinh nghiệm cho cuộc đời mình, như là đi qua Trung Quốc. Hiện tại rất là nhiều chị em
Việt Nam qua bên này bị lừa nhau và cô chú. Bị lừa, cái thứ nhất lừa như thế nào? Không có tiền sinh lệ, là không có tiền để ở nhà cho gia đình mà đi qua bên đây lấy chồng, không có tiền ạ mà cô chú. Đó, nên là mình nên cân nhắc trước khi đi. Cân nhắc trước khi đi, khi mà những bà mai mà người ta hứa hẹn là đi qua bên Trung Quốc đi, chọn chồng đi rồi như thế nào đó đi. Đó, thì mình tốt nhất là không nên qua nha cả nhà. Như là cái sự việc của một em mà ở gần chỗ Lan hôm nay nè, đó là lấy chồng không có tiền sính lễ, ở với chồng 2 tháng mấy 3 tháng không có tiền sính lễ, và điện thoại không cho xài, bị đóng cửa nha, nhốt nha này kia. Thì 2 tháng trôi qua rồi em ấy sống là rất là khổ. Cuối cùng thì em ấy cũng lấy lòng được chồng, và chồng cho điện thoại của chồng ấy để mà em ấy liên lạc. Thì em ấy mới liên lạc được với lại là bé Hoa. Thì bé Hoa là người giúp bé ra khỏi cái nơi đó. Hiện tại thì bé không có tiền về ông bà cô chú ạ, không có tiền về luôn. Thì là bé Hoa là cái người giúp bé đi tìm công việc cho bé đi làm chui để kiếm tiền về nước. Cả nhà mình nó cũng biết rồi, cô dâu Việt có giấy tờ giống như Lan vậy nè, ở bên này còn không được đi làm, huống chi là cô dâu mà bất hợp pháp như vậy, đúng không ạ? Nên là sự đi làm của em ấy cũng rất là nguy hiểm, phải trốn chui trốn rủi để đi làm. Nếu như bị bắt á, thì sẽ bị nhốt từ 3 tới 6 tháng, nhiều khi là 1 năm nữa, tùy theo tỉnh. Bởi vì là những chị em ở Việt Nam đã đang có ý nghĩ lấy chồng Trung Quốc á, thì mình nên suy nghĩ lại trước khi mà qua nha. Đó, không phải ai qua đây cũng may mắn để gặp được một cô bé Hoa dễ thương như vậy đâu, ông bà cô chú ạ. Cũng biết là khi Lan nói lên sẽ có rất là nhiều chị em này kia là vô đó vu khống này kia cho Lan, đặt điều đặt chuyện này kia. Có bằng chứng, có nhân chứng vật chứng thì cứ đưa ra pháp luật ha, để giải quyết một lần, chứ không có cần mình phải lên đó bêu ríu vu khống. Lan nói đúng không ông bà cô chú, mình vu khống người ta, mình nói người ta như vậy, nhưng mà mình không có nhân chứng vật chứng, hoặc là mình không dám đưa ra pháp luật, thì những lời nói của mình không có giá trị. Lan nói đúng không ông bà cô chú? Đó, hôm nay thì Lan cũng cảm ơn bà cô chú anh chị rất là nhiều, thời gian qua đã ủng hộ Lan và ủng hộ cho Bảo Sinh gia đình Lan rất là nhiều nha. Cảm ơn mẹ ngày, cảm ơn cô. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye bye.